Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bộ Xây dựng vừa ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu trụ sở Bộ Ngành Trung ương tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì Hà Nội. Theo đó, khu đất quy hoạch được duyệt trong đồ án quy hoạch trụ sở Bộ Ngành Trung ương tại Tây Hồ Tây thuộc địa giới hành chính phường Xuân La, quận Tây Hồ và phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Quy mô khu đất trong đồ án quy hoạch được duyệt khoảng 35 ha, diện tích thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ khoảng 20,7 ha và phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm khoảng 14,3 ha. Trong khu đất được quy hoạch khoảng 35 ha bố trí xây dựng trụ sở các cơ quan, 12 cơ quan, 1 cơ quan dự trữ, đất công trình dịch vụ công cộng, đất cây xanh, quảng trường, công viên, đường đạo, cầu vượt, mặt nước và đất đường giao thông. Theo đó, đất xây dựng trụ sở, cơ quan với số người làm việc khoảng 14.500 người. Cụ thể, trụ sở làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có diện tích đất 10.381m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 25 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 4,3 lần. Trụ sở làm việc của Bộ Tư pháp, diện tích đất 10.927m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 21 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 2,7 lần. Trụ sở làm việc của Bộ Công Thương, diện tích đất 10.382m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 25 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 4,3 lần. Trụ sở làm việc của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, diện tích đất 10.926m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 21 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 2,7 lần. Trụ sở làm việc của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, diện tích đất 10.568m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 17 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 2,8 lần. Trụ sở làm việc của Bộ Y tế, diện tích đất 10.463m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 15 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 2,9 lần. Trụ sở làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, diện tích đất 12.385m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 12 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 2,4 lần. Trụ sở làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, diện tích đất 11.803m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 14 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 2,5 lần. Trụ sở làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông, diện tích đất 11.497m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 15 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 2,6 lần. Trụ sở làm việc của Bộ Xây dựng, diện tích đất 11.802m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 15 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 2,5 lần. Trụ sở làm việc của Bộ Giao thông Vận tải, diện tích đất 11.498m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 18 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 3,9 lần. Trụ sở làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ và Chuyển giao Công nghệ, diện tích đất 7.985m², mật độ xây dựng khoảng 50%, tầng cao 14 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 3,8 lần. Dự kiến bố trí trụ sở làm việc của cơ quan dự trữ, diện tích đất 12.389m², mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao 12 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng 2,4 lần. Tại khu đất Mễ Trì thuộc phường Trung Văn, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, bố trí trụ sở làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích đất khoảng 49.971m². Trụ sở làm việc của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, diện tích đất khoảng 31.307m², mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao từ 17 đến 20 tầng, hệ số sử dụng đất 1 đến 3 lần. Chủ trương di dời trụ sở các bộ, ngành, cơ quan trung ương ra khỏi nội đô Hà Nội được thông qua tại Nghị quyết số 16/2008 của Chính phủ. Đến tháng 1 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 130 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội. Quyết định 130 quy định rất rõ là sau khi di dời, quỹ đất đó phải được ưu tiên để sử dụng cho các cơ sở hạ tầng và cây xanh. Việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời, các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục, đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ quan đơn vị được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị, không làm tăng chất thải cho khu vực nội thành, đảm bảo cân bằng nhu cầu về hạ tầng xã hội, kỹ thuật và môi trường đô thị, không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch. Đối với những công trình xây dựng có giá trị về lịch sử, văn hóa và kiến trúc,
cần được thực hiện bảo tồn, phục chế, tôn tạo theo quy định của luật di sản văn hóa, ưu tiên sử dụng các công trình này cho các mục đích công cộng. Theo lộ trình, từ năm 2023 đến năm 2025, các cơ quan sẽ chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng, trụ sở, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Từ 2026 đến năm 2030 sẽ xây dựng hoàn thành trụ sở một số cơ quan có nhu cầu cấp thiết di rời. Từ 2031 đến 2035 xây dựng trụ sở các bộ ngành còn lại và công trình công cộng. Tuy nhiên đến thời điểm này việc di chuyển vẫn chậm. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên kiến trúc sư trưởng Hà Nội cho biết, khu vực Tây Hồ Tây nằm trong tổng thể khu đô thị mới Tây Hồ Tây đã và được quy hoạch phát triển hạ tầng đồng bộ, bao gồm các tuyến đường đối ngoại, tuyến đường chính đô thị, đường sắt đô thị, giao thông công cộng, các dự án hiện có tại khu vực có mật độ dân số trung bình. Trong khi đó, với khu vực Mễ Trì nằm trong vùng phát triển đô thị mở rộng phía Tây của Hà Nội, kế cận với tuyến đường vành đai 3, trục hướng tâm đại lộ Thăng Long, đường Tố Hữu, các tuyến đường này hiện đang bị áp lực tắc nghẽn giao thông khá trầm trọng, hạ tầng đô thị thiếu đồng bộ, hình thành theo các dự án riêng lẻ, thiếu kết nối. Các dự án đầu tư gần đây có quy mô rất lớn, nhiều công trình cao tầng nên khu vực Mễ Trì chịu ảnh hưởng quá tải hạ tầng của các khu vực lân cận. Do đó, nếu xác định di rời trụ sở các bộ, ngành về hai khu vực này, cần tính toán thêm bài toán về nguồn lực phát triển hạ tầng kết nối đồng bộ hơn nữa. Đã có nhiều đơn vị đổ lỗi do không có nguồn vốn để di rời, nên kế hoạch chưa thực hiện được. Thực tế ngược lại, một số cơ sở dù đã di rời ra ngoại thành, nhưng vẫn muốn ôm đất trong nội thành để làm cơ sở 2. Đơn cử như Bộ Tài nguyên và Môi trường, dù trụ sở mới khánh thành năm 2011, song trụ sở cũ tại Nguyễn Chí Thanh vẫn đang được cơ quan của Bộ sử dụng. Tương tự, trụ sở mới của Bộ Khoa học và Công nghệ được xây dựng cao 13 tầng tại Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy. Cuối năm 2011, công trình này đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhưng trụ sở cũ tại số 39 phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn đang được sử dụng. Có thể nói, việc di rời trụ sở bộ, ngành chậm trễ không chỉ do thiếu nguồn lực mà còn liên quan đến lợi ích sinh ra trên đất vàng. Trên thực tế, Hà Nội đã có những tiền lệ liên quan đến việc các trụ sở di rời được đấu giá, sau đó lại trở thành các dự án bất động sản cao tầng gây áp lực về mật độ dân số và áp lực giao thông cho nội đô. Do đó, trước hết cần nhận diện di sản của khu vực sẽ phải giải phóng mặt bằng. Thành phố Hà Nội cũng như Trung ương cần thống nhất chức năng của đơn vị mới tiếp quản làm gì, xây dựng lộ trình và phải nhìn nhận được những điểm nóng để giải quyết như nguồn lực, xác định mục tiêu trước khi đấu giá trụ sở cũ. Song song, để thực hiện tốt chủ trương này, cần xem xét tổng thể về khung pháp lý, về cơ chế chính sách để phát hiện các vấn đề còn vướng mắc và muốn thay đổi được tình trạng trên, phải tạo ra cơ chế đặc thù cho Hà Nội. Vì không chỉ với các trụ sở bộ ngành, ngay cả việc di rời các trường học, các cơ sở công nghiệp cũng vướng vấn đề luật đất đai. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!